Bà Vi gọi đến là chào quý vị các bạn và chúc quý vị và các bạn một ngày mới có nhiều sức khỏe nha. Nay anh Châu anh cũng có lô mai phôi mai vàng cũng mới về hôm qua, cái video hôm qua mình có đăng lên là bứng tại vườn nha quý vị. Rồi bây giờ hôm nay mình anh Châu sẽ báo giá chi tiết cụ thể cho quý vị nha, mình xem tham khảo. Rồi em chào anh Châu. Chào Phi, chào anh em. Mình mới bứng về, có mớ cây mai mới về, mình quay cho anh em tham khảo ha. Cũng có mấy cây mình bán lô nhưng mà mình cũng ghi từ giá, rồi anh em coi nào coi được cái nào thì anh em ấy mình. Với ngày số 1 nha anh em. Cái này giờ mình chỉ có xe nha. Này còn lên xe luôn nha quý vị. Đó, xe còn lên trên xe luôn. Cao của nó khoảng 3 mét nha anh em. Nói chung là mới về hết nha quý vị, còn lên xe. Chiều cao quá, rất là cao quý vị ơi. Anh mới trở về sáng luôn á quý vị. Cây này có 3 mét nha nè, mà cái cây này là nó bị sâu ăn nha nè, chứ mã lạnh rồi ha, sâu ăn ra ngoài thì nó vẫn giờ về vẫn bình thường lại rồi nha nè. Cây này mình bán rẻ à, coi cho anh em coi cái dùng đế đó nha, cũ nó tại đây đo dùng trên là 40 nha anh em nha, 40. Nếu mình đo sâu xuống đây là tới 45 ha, 44-45. Bộ đế này nó cũng thường thôi. Em quay đế cho anh em coi kỹ. Cái này năng bự đều nha anh em. Đây, bự đều nha. Chi cạnh nó cũng đều nha anh em nha. Nếu anh em mua cây này, cây số 1 này là có giá cho anh em là 3 triệu đồng nha anh em. Rồi, cây số 1 có giá 3 triệu luôn quý vị. Rồi, tới cây số 2 anh em ơi. Đây là cây số 2 nha. Cây số 2 thì chắc là từ 16 mấy mấy, 17. Cây này khoảng 2m2 nha anh em. Thì cạnh nó cũng đều nha anh em nha. Cái này năng cây đẹp. Một cốt nha. Coi cho anh em coi nha anh em. Một cốt cho còn luôn quý vị ơi, chỉ cành đều. Cái này mình đo ngay cái này nha. Nha, đây là 33 nha anh em. 33 hoành nha. Đo trên là 33 hoành nha. Đó, bảo đế cũng được. Cái này là có giá là 2.500.000 nha anh em, 2.500.000. Rồi cây số 2 giá 2.500.000 luôn. Mà mấy cây này con em mua 5 cây bán lô, tại mấy cây này vận chuyển nó mình không có xếp được. Mình xe tải không à. Cái này của đoàn đây là 34 nha anh em ha. Ba quần này là 34 nha. Bộ đế nơm nha. Cây này cao khoảng 4 mét nha anh em. Đế nơm đều hết bốn bên nha quý vị. Cái này là cây số 3 nha anh em. Cây số 3 nha. Cây này cao khoảng 3 mét mấy, 4 mét. Đẹp mấy. Một cốt gió còn luôn quý vị ơi. Một cốt gió chi cành đều răng nha anh em nha. Rất là đều, rất đẹp. Một cốt gió còn luôn. Cây này có giá cho anh em là 3 triệu đồng nha anh em. Cây này có giá cho anh em là 3 triệu. Rồi cây số 3 giá 3 triệu luôn quý vị. Rồi tới cây số 4 nha. Cây số 4 mà nặng xe đi. Đây là cây số 4. Nó cao khoảng 1 mét 1.5 nha anh em. Cái này khoảng 1.5 nha. Chi cành đều luôn quý vị ơi. Cũng một cốt luôn. Một thân một cốt luôn. Em đo ngay đây là 31. Tính 30 cũng được ha. Em đo không trên, em đo dưới nha anh em. Đế cũng 24 giờ cũng được nha. Cái này hiện 1.5 thôi. Một thân một cốt. Cây số 4 giá 1.5 luôn quý vị. Một số 4 nha anh em. Rồi cây số 5. Số 5 này là chắc 2 mét. 1.5 mét. 1.8, 1.9 gì đó. Một cốt một thân một luôn. Một cốt một thân chi cành đều nha. Cái này bán anh em 1.5 triệu nè. Nhưng mà để mua số lượng nhiều mà mình nó bán một xe nha. 28 nha.
Để cũng có đẹp bốn triệu nha anh em. 1,5 triệu. Mua mấy cây á, mình mới bán cái giá này mình ra một lượt. Là cái cây này là cây số 5 ha. Cây là cây số 6. Cây này chắc 22. Cái cành nó có mày. Đó. Để cho em coi. Em định giá. Cái cây này á thì ngay chỗ này nó có cái lỗ. Nha. Cây này cây số 6 đúng không? 1 2 3 4 5 cây là cây số 6. Cây này có cái lỗ nha. Mà nó cao khoảng 2,2 m chứ cành cũng được. 31. Cây này có bán cái vụ bán chung lô tính cây này 1 triệu bạc thôi. Là 1 2 3 4 5 nó là số 6 nha. Nếu mà bán chung lô tính nó 1 triệu thôi anh em ơi, thì nó có lỗ. Nhưng mà vẫn cho bình thường không gì đâu. Số 6 triệu thôi. Cái cây số 7 anh em ơi. Ba mươi ba hoành. Cũng chia cành đều, một cốt. Để cho tiết cho nó coi được cây. Một phân một cốt cũng vậy đó. Cái chỗ này thì đó cái cây nó gặt nó dài chứ không mình về mình xử lý keo lại là không lành. Đây là cây số 7. Rồi dưới này nó cũng có một lỗ luôn. À. Dưới này cũng có lỗ, đem về nào về chơi thì coi xử lý thì sao á. Bán cũng 1 triệu thôi. Đó. Chia cành cũng đều đó, đế cũng được á. Mà nó có lỗ đây về mình đổ pha cát hay mình đổ vô lắp lại. 1 triệu thôi. Đây mình chơi thì chơi. Rồi cái số 7. Rồi trong cao là số 8 nha. Đây là số 8. 8 thì chắc 1,5 m anh em ơi. 1,5 m nha. Nhưng mà đế đẹp. Chia cành đều. Quanh nó chắc nhỏ à, không lớn. Quanh nó chỉ có 27 à anh em ơi. À quanh nó 27 à. Ủa đế đẹp. Nếu bán cái cây này khoảng 2 triệu nghe anh em. Cây này một thân một cốt chi cầm đều quý vậy. Cái này là cây số 8 nha anh em. Cây này cây số 8 nha. Rồi, cây số 8 có giá 2 triệu nha quý vị. 2 triệu. Đây cây số 9. Cây số 9 là cây này sẽ cao 1,4 m anh em ơi. 1,4 m à. 1,4 m. Ba mươi bốn hoành chia cành đều lên đây, cái lên đây có nguyên một cục xù hay gì vậy anh em ấy, bạn cục xù nó kỳ lắm, bộ đế đẹp lắm. Đây có xù gì vậy? Cái mâu mi cục này giống giống cây xù á anh em. Cây này có bán anh em, rồi bán anh em 3 triệu đồng nha anh em. Có mặt cắt nữa. Mà cái mặt cắt này nè là trước thì vú cây nhưng giờ cái phòng mà hồi em về tối về em xử lý lại. Em xử lý em đục cho đều rồi em rắc keo là ok. Còn nếu mà anh em nào muốn chơi không ấy là bỏ luôn đây cũng được. Mình coi luôn cũng được ha. Coi luôn đi cũng được. Nhưng mà em để anh em về chơi chơi. Cái là cái số mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nha anh em. Đây là số 9. Có giá vậy? 3 triệu anh em ơi, 9, 3 triệu. Cái số 9 giá 3 triệu quá vậy. Rồi qua cái số 10. Cái số 10 28 hoành nha anh em. Còn đấy quá đẹp. Ôi đẹp đấy kìa em, tay cầm đều anh em nha. Ở đây là mấy cái đồ dấu cắt cũ và vừa nó chưa có làm lại,
Nếu mà hồi em được em chắc keo lại hết. Cây này thì cũng có giá 3 triệu, cây nào mà đế quá đẹp. Rồi cây số 10 có giá 3 triệu luôn quý vị. Rồi số 1. Nó có 1m3 anh em ơi. Mấy cây này mới bấn về em chưa có làm lại, em chưa xử lý, keo không tiếp vậy đó. Em mà quay trên đây đang xảo trước, ai mà được mua không được em phải xử lý là sao? 35 chỉ cần đều. Mấy cái này muốn chảy chảy sầu ra đây em. Này mấy cái nắp này muốn chảy nè. Nha, chảy nè. À, chảy nè. Nu 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 lắm rồi. Mấy cái này 2 triệu anh em ơi. Mấy cái này chiều đục hết, em đục em chắc keo lại hết. Rồi. Rồi chỉ như đây thôi. Rồi anh em có được anh em hỏi là giùm nha. Mình còn hai cái máy tàn nè, anh em nào muốn giao lưu anh em hai cái máy tàn luôn, bự luôn. Đây cái này là 42 hoành. Rồi anh em coi. 43 42 hoành đi ha. Cao 4 mét, bộ đế đẹp. Đấy, bộ đế. Hốt thân của nó lên đây là 70 mấy, 75, 76 nha. Nó là 7, từ đây thoát là 76 rồi nó mới lên hai tay. Thì quay cao lên, sao cao lên. Này. Cây này là một cốt chó tọt thân 4 mét. Và nó là 32. Một cốt chó tọt lên. Bữa nay dẹp tuốt lá này ra lá cho non đó anh em. Hai cây này đi ế mà hỏi mình giờ. Anh em nào mà chơi hai cây này tôi bán cho anh em 10 triệu bao ship anh em 200 km luôn nha. Rồi cảm ơn anh em, tạm biệt anh em.